chào chị, cảm ơn chị. Lay quay là cũng hết mùa hè năm nay rồi hả? Quả thiệt là mùa hè cũng sắp xong rồi. Và bây giờ thì không biết là trong mùa hè thì mình sẽ có nhiều đặc biệt, nhưng mà phải cũng phải chuẩn bị cho những người mà đang đi làm nè, rồi đang đi học đó. Thì thường mùa hè là cái mùa rất là bận rộn, để mà mình lo nhà, chuyển nhà, đổi nhà gì đó phải xong để mà bắt đầu nhập học. Đúng rồi. Mà mình sắp tới đây là phải nhập học cho trẻ con, hoặc là đối với người lớn á, thì thật sự là mùa hè cũng là cái mùa để mà dọn dẹp, thay đổi. Rồi cứ có cái cơ hội đó là cơ hội để cho mình bắt đầu lại một mùa mới. Thì nhân đây Thủy và Quốc Bình cũng xin mời quý vị đến thăm một cái nhà mẫu. Thành phố này hơi lạ chút xíu, cũng không lạ lắm, nhưng mà người Việt chúng ta thì ít có nghe đến thôi Quốc Bình. Đó là thành phố Thombo. Thật ra gọi Thombo có lẽ là nhiều người Việt Nam ở khu Northwest á, thì có lẽ là không xa lạ, bởi vì là nếu mà quý vị mà từ sinh hoạt ở đây thì biết đến nhà thờ La Vang, rồi chùa Linh Sơn ở khu Northwest, hoặc là những khu chợ Hưng Đông, rồi khu chợ Thắng Hưng đó. Thì thật sự là Thombo và ở khu mà 249, 290 đi về hướng Northwest á, thì thật sự là có một cái khu mà người Việt Nam rất đông, mà ngay cả một cái khu trường học mà ở đây rất là đông phụ huynh người Việt Nam. Hôm nay mình đến thăm cái khu Sub Division này rất là đẹp. Nãy Quốc mình thấy quẹo vô có những hàng cây rất là cao mà họ giữ lại, họ không có chặt đi, tức là để cho có bóng mát. Trong nhất là mùa hè như vậy mình rất là cần bóng mát. Đúng vậy, khu Sub Division này thì có cái tên là Inverness. Ở khu Northwest thì Thombo, thật ra đối với chúng ta ở Southwest thì có thể cũng là không phải là xa lạ chị. Mà ở khu Northwest này thì mình biết là người Việt Nam mình cũng rất là active. Chúng tôi nhớ là có cái khu Sci Fair ISD đó, mà phải nói là người Việt Nam và phụ huynh người Việt Nam rất là active trong những cái sinh hoạt Tết và Trung Thu, đem luôn cả vào khu trường học của họ nữa. Nhưng mà nếu mà nói Sci Fair thì đi cũng khá xa từ 290. Nhưng mà nếu mà 249 á, mà đi đến khu Thombo này đó, thì thật sự cũng không phải ra xa lắm đúng không? Dạ thưa không, thí dụ mà mình lấy điểm từ nhà thờ La Vang hoặc là chùa Linh Sơn thì mình lên đến khu vực trên đây thì khoảng chưa dưới 10 mile. Và ở đây thì thuộc về khu học chánh là Khoa và Thombo ISD. Thì những khu học chánh thì không lớn lắm mà cũng không nhỏ lắm. Giống như Khoa thì có 50 trường tiểu học và trung học ở đây, rất là những trường học ở đây cũng rất là tốt. Và nếu mà quý vị có dự định dọn lên trên đây ở, thì nãy Quốc Bình thấy mình lái xe đi cũng rất là thuận tiện. Giống như mình có thể đi những cái freeway như từ Bellway 8 và 249, hoặc là đi từ 45 phải không ạ? Nếu mà đi 249 thì dễ nhất là mình exit cái chỗ mà Green Cypress, đúng không? Hoặc nếu mà quý vị có đi xuống xa chăng nữa đi thì chúng tôi thấy có cái đường main bên trong đó, là đi lên đi xuống dọc theo đó cũng rất là rộng rãi và cũng như dễ. Khu này thì chúng tôi xuống đây đó thì có một cảm giác rất là yên tĩnh. Dạ đúng rồi. Mặc dù là chúng ta rất là thành thị. Đúng rồi. Nó có một cảm giác rất là cái làm mình thích là như vậy. Giống như từ đây mà mình xuống, ví dụ mà quý vị làm ở vùng downtown Houston đi nữa thì mình đi cũng khoảng chưa dưới dưới khoảng chừng 40-45 phút. Nhưng mà giống như mình thấy mình đi làm những cái khu mà đông đúc xe cộ, khi mà mình về tới nhà mình vừa quẹo vô khu phố thì mình có cái cảm giác rất là thoải mái, rất là relaxing. Mình nghĩ chắc là tại cái khu là họ tạo nên cái không gian giống như là họ để dành những cái cây lớn để che bóng mát, và có những cái hồ bơi cho trẻ con, những cái sân đánh tennis, chơi tennis xong rồi cái giờ dạy học về nếu trẻ con cần hoạt động ngoài trời. Và còn nữa là thấy hả, mình có để ý không, cái hồ để câu cá, có một cái hồ câu cá rồi có sân tennis nữa. Nhưng mà cái không gian á thì có lẽ là đất ở đây cũng còn rộng cho nên là mình còn cảm thấy nó thoải mái, nó không quá chật chội mà mình chen chúc. Mà phải nói là đến hôm trước mà chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái khu nhà mới, thật sự là không xa đối với Việt Nam mình, ở khu Southwest là khu Riverstone. Thì nếu mà một góc khác của thành phố chúng ta thì phải nói Northwest là cũng một cái khu mà phát triển. Thì nếu mà nói Northwest á, thì hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị một khu nhà mới ở Thombo, mà một trong những builder mà được có tiếng mà cũng phải mệnh danh là một trong 27 builder lớn nhất của tại Hoa Kỳ này đó, thì phải nói là công ty Jihan Builder. Mà nếu nói đến những cái kiểu nhà ở đây á, thì quý vị cũng thấy là chúng tôi giới thiệu quý vị hai kiểu nhà ở cái mặt tiền á, quý vị cũng thấy là nó có cái nét traditional, cổ truyền và nó cổ kính một chút. Nhưng mà không gian mà quý vị nhìn thấy ngay đằng sau chúng tôi đó, cái cách mà họ giới thiệu một cái cách trang trí trưng bày bên trong á thì cũng khá là traditional đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà ngoài ra khi mà mình thấy như vậy, nhưng mà ở trong bên trong họ cấu trúc theo những cách hiện đại, giống như anh Quốc Bình thấy và khán giả nhà thấy là cái nhà bếp
họ rất là open, tức là mình vừa nấu ăn vừa trò chuyện với gia đình và con cái, sinh hoạt trong gia đình rất là cởi mở, rất là thoải mái trong cái không gian rất là ấm cúng, phải không ạ? Mình thấy là bây giờ đó là những cái cách thiết kế nhà bây giờ đó, người ta coi trọng cái bếp và cái khu living room, bởi vì đó, cuối cùng lại mình nghĩ lại đi là trong lúc mà chúng ta về đến nhà, chúng ta sử dụng thời gian chúng ta ở đâu nhiều nhất? Ở khu vực này mà chúng tôi vô cái là thích cái khu vực này liền, cho nên là đây là trở thành một cái tâm điểm mà để mà gọi là vừa là cái tâm điểm để ý và cũng như là cái tâm điểm để mà chúng ta sinh hoạt. Một cái countertop mà quý vị thấy là bếp ngay trước mặt chúng ta, mình vừa làm bếp với chồng con, với gia đình hoặc bạn bạn bè đó, mình vừa trò chuyện được, chứ không nói nổi là mình biến mất trong 2 tiếng đồng hồ trong bếp xong rồi mới ra tiếp khách được á. Vừa tiếp khách vừa làm bếp được. Dạ đúng rồi. Mà mình biết sao mà hôm nay mình lựa cái builder này để mình giới thiệu đến đồng hương chúng ta hôm thứ nhất. Cái nơi mà mình thích nhất là cái builder này, họ cho mình rất là nhiều lựa chọn, ví dụ có 20 kiểu nhà khác nhau, nhà trệt cũng có, nhà lầu cũng có, từ 3 phòng ngủ lên tới 5 phòng ngủ. Mà cái giá cả thì anh Quốc Bình thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng. Những cái căn nhà cũ bây giờ cái giá nó cũng tương đương với căn nhà mới ở đây hiện giờ. Đúng vậy, khu này đó thì phải nói là cái builder cái Jihan này đó thì phải nói là một cái builder xây dựng những cái nhà không phải là nhà cao cấp cho những nhà giàu, nhưng mà nó cũng là trên ở cái mức trung bình, có nghĩa là cũng có cái tính là gọi là vừa phải túi tiền, nhưng mà cái hình ảnh và cái không gian chúng ta thì vô thì vẫn có cái nét sang trọng. Dạ thưa đúng. Đó mà nó là quan trọng là nó vừa túi tiền, nó cái giá bình dân chúng tôi thấy nhà ở khu này chỉ khoảng trên 200. Dạ đúng. Họ bắt đầu từ 200.000 trở lên và hiện nay theo mình được biết đó, thì trong cái mùa hè này họ có những cái sale rất là đặc biệt quý vị, giống như hiện giờ họ có khoảng còn 5 cái nhà mà đã xây xong gọi là inventory home, quý vị có thể dọn vào liền trong vòng 30 ngày. Thì hồi nãy mình có coi cái giá nó không, quá nhận. Đẹp ha. Đây là cái khu mà quý vị nên nếu mà thích cái khu này rồi mà mình đây là cái khu mình thường mình chọn khu trước đó, mà đây là một khu thích hợp cho quý vị cũng gần gũi với lại chợ rồi công ty việc làm của mình á, thì đây là một chọn lựa rất tốt, mà nhất là những cái nhà đang có một cái mức giá mà người ta đang khuyến mãi để cho họ đi qua khu vực khác đó. Thì giảm giá, chúng tôi thấy có những căn nhà giảm đến 30-60 ngàn lận, là người ta muốn là những căn nhà đó họ không muốn giữ lâu quá để cho họ cần bán và mình cần mua, đây là thời điểm tốt nhất để mình gặp nhau chỗ này. Dạ thưa đúng rồi, cái này là one of the best. Vừa qua mình mới giúp được một gia đình từ Florida dọn về Quốc Bình, mình dẫn khách đi cũng 4-5 địa điểm khác nhau, nhưng cuối cùng cái địa điểm này vẫn là cái nơi mà họ chọn họ thích nhất, tại vì họ có 2 đứa con nhỏ, thì cái nơi này họ có đủ hết cho những cái sinh hoạt ngoài trời, những cái activity ngoài trời và trường học thì rất là tốt. Và cái giá thì giống như Quốc Bình vừa nêu lên đó quý vị, thì hiện giờ có những cái sale rất là đặc biệt mình không thể miss được. Đúng vậy, bên cạnh đó đó, khu nhà này là một trong những khu nhà xây sau những thời gian mà hiện đại để mọi người, những công ty builder họ rất quan tâm vì những cái đòi hỏi của người tiêu dùng đó là cái mức độ của sự tiết kiệm năng lượng nè, rồi những khu nhà của cái thiết kế của khu vực của những Jihan Homes á, thì người ta nói là trong 17 đến 18 điểm tiết kiệm điện. Đơn cử vài điểm mà chúng ta thấy cũng rất là thiết thực á, ví dụ như là cái attic họ design một cái cách flow để cho nó không quá nóng, để cho nó giữ giúp được chúng ta tiết kiệm năng lượng mà không có bị nhà quá nóng mà nhà mát mà không bị tốn điện. Hoặc là những cái heater loại mới sau này người ta làm đó là tốn 50% cái năng lượng thôi để làm nóng mà xài nước lại ít hơn. Thì cái đó là rất là nhiều điều để mà tiết kiệm và gọi là môi trường một cách thân thiện. Dạ thưa đúng, dạ thưa đúng. Ngoài ra thì có thể mình có thể khoe thêm một điểm về Jihan Home được không? Lúc mình được biết là năm 2014 vừa qua họ được bầu chọn là một trong những cái hãng xây nhà mà the best products design. Thì để cho mình khoe cái bảng. Đúng rồi. Được không? Thì trong lúc chị cứ đi mượn một cái một trong những cái award, phải nói là một trong những cái giải thưởng khi mà họ làm được một cái công việc tốt, hoặc là khi mà họ có được một cái sản phẩm mà để có được giành giải được đó, thì phải nói cũng là có lý do để cho chúng ta cùng gọi là biết được là họ có được một cái giải thưởng gọi là the best product design. Thì phải nói là công nhận đi, trang trí nội thất ở trong cái cách của họ trang trí trong mình. Nếu mà Quốc Bình biết không, mình thích một cái địa điểm, một
điểm mà để mình xây nhà nữa đó là cái này hoàn toàn thuộc về mình, tức là mình được chọn đất theo hướng mình muốn, ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, vì gì họ cũng có đất để sẵn để cho mình chọn. Thứ nhất là, và ngoài ra là mặt tiền, cái mặt tiền mình chọn có thể mình làm nhiều gạch, gạch màu đỏ, màu trắng, màu xám, màu nâu, stucco hoặc rồi. Là kiểu này kiểu kia thì đúng mình rồi. Mua nhà mới mình có được lợi điểm là mình customize được mọi thứ, ngay cả nền nhà cũng vậy. Quý vị vô trong khu nhà này quý vị thấy là hình như là khá hợp cho Việt Nam mình, đây Việt Nam mình thì không thích thảm ha, và rất là thích gạch rồi thích gỗ để mà rửa hoặc dọn dễ dàng. Trong chúng tôi bước ngay vào đây thì thấy là cái gạch mà rất là sạch sẽ, mà gạch loại mới, là gạch này là gạch mà đi nó nhám nhám không bị trượt. Dạ đúng rồi. Và cái đặc điểm nữa là khi mà mình đến cái design center thì mình thích lắm, giống như mình vô một cái chỗ design center là họ có đầy đủ hết, từ cái faucet, từ cái màu cabinet, màu mặt đá trên bàn, mặt tủ, đủ hết để mình lựa chọn, thì rất là mê. Thì cái đó thì mình có thể mình gọi là cái đó là của mình, cái nhà của mình, tự tôi chọn, tự tôi build lên, thì rất là thích không? Có thật thì họ cũng có cái gì đặc biệt trong mùa hè này đó, chẳng hạn như là họ giảm 50% cái lot về premium lot, hoặc là họ giảm 75% lần cho những cái upgrade của chúng ta, chẳng hạn như từ mặt tiền hoặc là nội thất. Thì nhiều cái upgrade trong những khu nhà mới mà quý vị thấy đó thì đôi lúc mà chúng ta cũng phải cò kèo rất là nhiều để mà có được giảm được 20%, 30%. Nhưng mà ở đây là họ đang có một cái chương trình rất đặc biệt chỉ mùa hè này thôi đó, là từ 25-75% thì tùy cái sản phẩm mà họ đang có cái discount, đúng không? Và thưa quý vị đang coi truyền hình ở nhà thì quý vị cũng đừng còn lo, là có sẵn anh em chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị khi mà quý vị quyết định chọn căn nhà mới. Không biết bắt đầu từ đâu hoặc là đang lo không biết lựa địa điểm thế nào thì xin quý vị hãy liên lạc anh Quốc Bình hoặc là cá nhân tôi qua số điện thoại trên màn hình, và chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị từ bước 1 anh Quốc Bình. Đúng rồi. Từ khi mà vô lựa kiểu nhà, lựa đất, lựa nội thất bên trong, từng chi tiết một chúng tôi sẽ có bên quý vị từng bước đi một. Quả thật quý vị vẫn cần một cái người chuyên viên địa ốc để mà nói chuyện với những người builder hoặc là những người bán nhà cho quý vị, để mà đảm bảo được cái quyền lợi của quý vị tối đa nhất. Mặc dù là họ vẫn luôn luôn có những cái sale của họ, nhưng mà từ vấn đề giấy tờ cho đến những cái chi tiết thì thường những người chuyên viên realtor họ quen thuộc với lại những cái địa bàn cũng như là những cái sản phẩm hoặc là những cái thị trường, cho nên là họ sẽ biết được là cái chỗ nào để kéo thêm cho quý vị hoặc là để negotiate thêm cho quý vị. Thì quả thật quý vị có thể biết được khu nhà, cho nên cái điểm đặc biệt là những cái quý vị đi shopping, đi nhập vòng đó, thì chúng tôi đề nghị là khi mà cái người builder đã hỏi, quý vị trả lời ngay là tôi có agent. Chứ đừng có nói là tôi không có agent xong rồi ngày mai trở lại tôi lại có agent, thì nhiều khi họ không chịu. Dạ đúng rồi. Thì cái gì cũng vậy, có người đại diện cho quý vị thì vẫn là tốt hơn, giống như là có thêm hai mắt, có thêm hai lỗ tai để nghe tiếp quý vị và để giải thích thêm cho quý vị. Có những cái, tại vì cái khi mà mình xây nhà lên đó thì khi nó overwhelm lắm, mình vô mình không biết chọn cái gì ra sao, cái nào đáng chọn, cái nào không đáng chọn, cái nào có thể mình tiết kiệm được tiền. Thì với kinh nghiệm chúng tôi đã làm việc hơn 10 năm qua thì chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị vô cặn kẽ từng chi tiết một và để quý vị bớt cái lo. Đúng rồi. Mà đặc biệt thì thật sự đối với quý vị thì không tốn kém. Nếu quý vị là người mua thì không tốn kém. Mà cho dù là quý vị có agent hay là quý vị nói bây giờ tôi không có agent đi, thì cái số tiền mà quý vị phải builder trả cho agent thì thôi discount cho tôi cái nhà đi, thật sự không có chuyện đó. Builder thì họ cũng có cái giá đó thôi. Quý vị không tin thì quý vị cứ thử hỏi đi, là không có builder nào mà người ta nói là vì quý vị không có agent cho nên là cái 3% mà chúng tôi trả cho agent đó thì thay vào đó chúng tôi giảm tiền nhà cho quý vị. Cái đó thì không có xảy ra. Nhưng mà bên cạnh đó thì tại sao mình không có một cái agent để mà có thêm con mắt, có thêm cái lỗ tai, có thêm cái lời mà nhiều khi để ý cho mình, mà mình mua căn nhà có được sự yên tâm hơn. Mà quả thật mua căn nhà thì đối với người Việt Nam mình quả là một cái đầu tư, một cái đầu tư của cả gia đình, một cái tài sản của mình, phải không? Cho nên là không thể nào mà mình lơ đễnh mà mình làm một cách thiếu cẩn thận được. Một hai phòng ngủ và nhà tắm được không Quốc Bình? Đúng rồi, bây giờ sẽ có thêm một cái chỗ mà chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị là rất là lạ nữa. Nhưng mà bây giờ phải bí mật nha. Bây giờ giới thiệu một cách đi một vòng căn nhà chúng ta sẽ giới thiệu cùng quý vị nhé. Kính mời quý vị bước vào căn phòng Master Bedroom.
Nơi đây khi quý vị thấy căn phòng này mặc dù diện tích rất là khiêm tốn nhưng mà với thiết kế hiện đại ngày nay với lại trần cao, nhiều cửa sổ mang ánh sáng từ bên ngoài vào, chúng ta thấy cái căn phòng rất là sống động. Và ngoài ra, ngoài cái diện tích cho để phòng giường ngủ, chúng ta cũng có thêm một cái diện tích để đủ hai cái ghế để chúng ta có thể đọc sách vào ban đêm hoặc là nghe nhạc trước khi mà lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài. Như quý vị thấy, ngoài mình có thể được để cái giường king size và vẫn còn đủ chỗ để những hai cái tủ hai bên. Và đặc điểm này mình thích nữa là khi mà quý vị bước vào trong cái phòng master bedroom thì mình có thấy master bath với lại hai bồn rửa mặt, một nam một nữ, rất là rộng. Vâng, kính thưa quý vị, đối với cái dạng nhà ở tại chính chúng ta đang đứng đây chỉ có 1.800 square feet, với cái giá base ở đây là khoảng 201-202 trở lên. Nhưng mà quý vị thấy diện tích khiêm nhường nhưng mà không gian quý vị thấy cách họ thiết kế nhìn là rộng rãi. Một cái không gian chúng ta đang đứng tại đây đó, chúng ta thấy là bên tay trái của mình đây là khu bếp mở rộng với cái open countertop như thế này, mà chỗ này là chỗ thích thú nhất mà cho nên chúng tôi chọn chỗ ngồi nói chuyện hồi lúc nãy cùng quý vị đây. Và ngay đối diện khu bếp là chúng ta thấy là cái khu dining room, một khu dining room, nếu quý vị có một buổi ăn tiệc formal thì đây là một không gian vừa thích thú vừa rất là thoải mái, tạo được một cái cảm giác rất là thân thiện. Và cùng mở rộng cho không gian này mà chúng ta thấy đây là living room, mà chúng tôi nói là nó vừa có cái nét traditional vừa hiện đại. Quý vị thấy là từ cái rương mà để ở đây đó, người ta giới thiệu một cái cách trang trí đó là kiểu xưa cổ. Nhưng mà quý vị nhìn không gian chung thì lại thấy một cái nét contemporary. Chẳng hạn như là căn nhà này quý vị mua thì đương nhiên là cái drapery, chẳng hạn như cái màn cửa sẽ đi với lại căn nhà. Mà quý vị thấy là nội cái cách mà thiết kế và làm những cái màn cửa, những màn cửa, cái khung ở trên như thế này đó, là chúng ta thấy cũng là một cái đầu tư mà nhìn một cách hài hòa. Nhất là nếu mà quý vị chọn được một cái bộ salon nào đó nó hài hòa với lại những cái không gian, cái nước sơn của tường, cái vật liệu của màn cửa, thì đó là một cái cách mà chúng ta coordinate cái màu sắc trong căn nhà của chúng ta. Điều này mà chúng tôi giới thiệu quý vị và chúng tôi rất là thích thú với căn nhà này đó, là quý vị thường á sẽ thấy là trong living room của chúng ta có cái lò sưởi, nhưng mà quý vị nhìn qua cửa sổ đó chúng ta thấy là có lò sưởi, một cái thiết kế mà chúng ta thấy là cũng hay, lò sưởi ở bên ngoài. Và chúng tôi mời quý vị cùng ra với chúng tôi một cái patio với trần cao và với lò sưởi bên ngoài, gọi là lò sưởi bên ngoài nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đây là một cái living room mở rộng. Với quý vị thấy trần cao nè, có gỗ lát ở trên, có quạt, có đèn. Không gian này là một không gian rất là thú vị và thích hợp để mà chúng ta trò chuyện, bàn chuyện cũng được. Nhất là ở tại thành phố Houston của chúng ta thì mùa hè thì nóng, có thể không cần đến lò sưởi nhưng mà có một không gian lò sưởi để chúng ta trò chuyện thân mật. Mùa đông thì quả thật là thú vị bởi vì là vừa ấm áp để mà chúng ta có một không gian ở bên ngoài. Và nếu mà quý vị nào ở Việt Nam mà còn thích để coi tránh ruồi muỗi thì chúng ta có thể tạo những cái screen. Thì ở đây là thành một cái patio hoặc là một cái phòng patio nhưng mà có cái chất lượng của cái living room. Thì đây là một cái không gian mà chúng tôi thấy cũng hay và cũng lạ bởi vì là lò sưởi bên ngoài, kính thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã đi một vòng căn nhà giới thiệu của quý vị từ phòng khách, phòng ngủ cho đến phòng living room và patio rồi. Và chúng ta đang đứng ở ngoài khu ở mặt trước của những căn nhà. Đây là căn nhà một tầng mà chúng ta vừa mới xem đây đúng không? Dạ thưa đúng rồi, đây là căn nhà một tầng mà anh Quốc Bình nhìn ở ngoài lại tưởng hai tầng phải không ạ? Với lại cái a đẹp ở trên họ làm rất là cao để cho save energy. Và chúng ta cũng nhìn thấy cửa sổ nữa trên, nhưng đó là cửa sổ giả của cái Adix. Nhưng mà nếu quý vị muốn thích hai tầng thì ở đây cũng có những cái model mà hai tầng, chẳng hạn như là ví dụ quý vị nhìn căn nhà đối diện qua bên tay trái chúng ta đây đó, thì mặt trước thì là giống như stone phải không, và bên siding thì nó có stucco. Cái kiểu này thì thật ra là hiện đại bây giờ thích cái kiểu gọi là lát đá thay vì chúng ta gọi lát gạch một cách gọi là cổ truyền á, thì chúng ta thấy Việt Nam mình có thể thích những cái loại gạch đỏ đỏ hoặc là gạch trắng trắng này. Thì có rất là nhiều chọn lựa quý vị đến những khu nhà mới, vừa để mà mình
customize, mình làm theo ý của mình từ bên trong đến bên ngoài, mà vừa có được một cái đặc biệt ở tại khu này là cái chương trình mà họ đang sale rất là có lợi cho chúng ta. Dạ thưa đúng thầy. Không ngoài gì hơn là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tham quan nhà mới của hai anh em Quốc Bình và Tammy Thủy Huỳnh của công ty First Texas Realty. Và quý vị đừng quên mua nhà mới, mua nhà cũ, bán nhà hoặc là thuê mướn quản lý. Xin quý vị hãy gọi, thương tình mà gọi ngay cho chúng tôi. Mọi liên hệ hoặc là mọi giải đáp thì được thắc mắc qua điện thoại, rất là tiện cho quý vị. Vâng, và quý vị nhớ liên lạc đến chúng tôi là Quốc Bình là 832-860-8867 và chị Tammy. Dạ thưa là 832-630-1785 hoặc là vào thăm trang nhà của công ty chúng tôi qua www.firsttexasrealty.com. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.